Chào quý bà con, hôm nay kỹ thuật viên của chúng tôi đang đi giao máy sắt gạo đơn gia đình sản phẩm 3 cấp A3000. Bà con có thể thấy là máy bóc lúa ra gạo cực kỳ đẹp, ít vỡ và sạch 100% chấu và thóc. Máy có năng suất từ 100 đến 200 kg/giờ, sử dụng điện được pha gia đình, cực kỳ nhỏ gọn, hợp lý, dùng cho bà con sử dụng sắt gạo ăn hộ gia đình. Sau đây chúng tôi sẽ mời bà con xem chi tiết, hướng dẫn cách tháo ráp nắp máy từ A đến Z cho bà con. Xin mời bà con cùng chúng tôi nắp ráp. Chào các bà con cô bác trở lại với cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi. Và video hôm nay mình vẫn sẽ hướng dẫn các bà con cô bác quy trình lắp ráp một bộ máy sắt gạo mini gia đình tại nhà. Và bây giờ mời bà con quý cô bác cùng xem model là A3000. Với bộ sắt gạo mini gia đình A3000 này thì sẽ được gắn với motor điện 3 kW và công suất là 4 ngựa, với tốc độ vòng quay là 2900 vòng trên phút nhé bà con. Bà con lưu ý có một mặt lồi và có một mặt lõm thì mình sẽ gắn cái mặt lõm ra ngoài nhé bà con. Gắn pulley thì cũng rất đơn giản, mình chỉ cân chỉnh cho các hai khe rảnh nó cân đối nhau là được rồi bà con nhé. Sau khi nắp buni xong thì chúng ta sẽ đấu dây điện cho motor. Đấu dây điện cho motor thì rất đơn giản, chúng ta chỉ việc tháo ra và nắp dây điện vào, sau đó là bắt ốc lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nắp khung bắt về để bắt motor lên khung của dàn máy sét gạo. Bà con đưa ốc vào và siết chắc lại. Sau khi siết xong cái khung chân thì sẽ đưa motor bỏ vô. Đưa motor bỏ vô thì chúng ta sẽ bắt tiếp siết 4 cái ốc chân vào. Sau khi xong motor thì bà con sẽ đưa đầu chà của máy sắt gạo lên và siết chắc 4 chân ốc lại. Sau khi siết lại thì chúng ta sẽ nắp dây cunoa vào. Căn sao cho dây cunoa căn chỉnh được thì chúng ta sẽ nắp tiếp đến sàng rung của máy sắt gạo. Đầu tiên chúng ta bắt hai cái chân da đỡ vào. Sau đó chúng ta nắp sàng rung lên và siết ốc lại. Motor của sàng rung thì chúng ta gắn với lại nguồn điện của motor, sau đó là chúng ta nắp dây cunoa máy. Tiếp theo chúng ta sẽ nắp đầu chà sắt trắng inox của máy sắt gạo A3000 vào. Chúng ta có hai nỗ ốc và chúng ta chỉ việc đặt và siết cứng vào là xong. Thao tác rất là dễ dàng và đơn giản. Sau khi siết xong cái đầu sắt inox, chúng ta gắn cái mỏ chắn gạo để tránh bắn ra khỏi sàng. Ở hai bên có hai con ốc, chúng ta chỉ việc siết chắc và là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn thêm cái tấm chắn bảo vệ dây cunoa an toàn cho người sử dụng. Tiếp theo chúng ta nắp phễu của máy để cho nguyên liệu vào, siết chắc 3 con ốc vào là xong. Chúng tôi đã hoàn thành máy xay sắt gạo sàng rung A3000 cho bà con.